nay mà ở chung với ông bà thì ít nhiều gì cũng sẽ được ông bà góp ý về cách dạy con, dù nhiều hay ít, đúng không nè? Như việc cho bé Sonic đi học, từ đầu Phúc cũng đã giải thích với cha mẹ rằng thời điểm vàng của con qua rất nhanh nên cho con đi học sớm thì ông bà nhất quyết không chịu. Ông bà nói rằng đợi bé lớn hơn một chút hãy cho đến lớp, và kết quả là bé nói hơi chậm hơn so với các bạn cùng trang lứa. Từ khi Sonic đến trường, bé rất ngoan và nghe lời nha. Về nhà thấy ông bà cha mẹ làm gì cũng phụ hết á, và đặc biệt là không mè nheo nữa, chứ lúc trước hay nhõng nhẽo mà nhây nữa, dỗ hoài không nín luôn. Hồi chưa đi học, mỗi lần tới cử ngủ trưa của ông bà nội là ông bà nội có bữa nào ngủ yên với nó mới sợ á, đi phá đám hết người này tới người kia, đâu có cho ai ngủ đâu. Mà tới lúc đi học thì lại khác nha, Phúc xem camera thấy ngủ ngoan lắm, mà lúc thức dậy còn phụ cô cất hết mền gối của các bạn nữa chứ. Thêm cái khoản uống thuốc thì thôi khỏi phải nói luôn rồi, mỗi lần Sonic bệnh là y như cực hình đối với Phúc vậy đó. Biết con bệnh, con khó chịu mà không chịu uống thuốc, ép cỡ nào cũng không chịu uống nha. Còn nay đi học thì tự giác lắm, ăn xong rồi tự nhắc cô cho uống thuốc luôn. Có hôm không bệnh đâu có thuốc đâu mà uống, vậy mà cũng chạy lại đòi cô cho uống thuốc. Xong rồi cô giả bộ rót cho miếng nước uống rồi mới chịu đi ngủ đó nha. Nghe Phúc nói sơ sơ bao nhiêu đây thôi thì các mom có nghĩ lại là mình nên cân nhắc việc cho trẻ đi học sớm hay không nè.